Ngày 18 tháng 11 năm 2022, một máy bay Airbus A320 không neo của LATAM Peru đang tiến hành hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jorge Save. Nó sẽ có 20 phút để đón trả khách, sau đó tiếp tục công việc của mình. Chiếc máy bay cập cổng số 18 tại nhà ga chính của sân bay. Hàng hóa gấp rút được luân chuyển để chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo. Chuyến bay được khai thác bởi LATAM Peru, mang số hiệu LP2213, có hành trình nối địa Peru từ Lima để đến Juliaca, với độ dài đường bay là 843 km, sẽ mất khoảng 1 giờ 15 phút bay. Cơ trưởng không được công bố danh tính, người Tây Ban Nha. Ông có kinh nghiệm 7.763 giờ bay, trong đó có 3.111 giờ bay trên A320. Cơ trưởng là phi công của LATAM từ tháng 4 năm 2020. Ông có bằng lái trên Boeing 737 Max, nhưng sau khi dòng máy bay này bị cấm bay, ông đã chuyển sang A320 neo. Cơ phó cũng không được công bố danh tính, người Peru. Ông có kinh nghiệm 4.844 giờ bay, trong đó có 1.439 giờ bay trên A320. Cơ phó là phi công hợp đồng với LATAM và không phải nhân viên chính thức. Anh chỉ mới bắt đầu công việc tại hãng hàng không này được 3 tháng. Chuyến bay mang theo 108 người, trong đó có 102 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Cùng lúc đó, tại phía bên kia của sân bay, một sự kiện khá đặc biệt đang được chuẩn bị. Hôm nay sân bay Jorge Save sẽ có một buổi diễn tập cho đội cứu hỏa. Nội dung diễn tập là có một máy bay gặp sự cố và họ phải tiếp cận hiện trường một cách nhanh chóng và chính xác. Có 3 xe cứu hỏa tham gia buổi diễn tập. Tất cả đều xuất phát từ nhà chứa để di chuyển xuống phía nam của sân bay. Để xuống được vị trí diễn tập, họ phải đi trên đường băng của sân bay. Trên mỗi xe cứu hỏa có 2 người, tổng cộng có 6 người tham gia buổi diễn tập. Chuyến bay được khai thác bằng Airbus A320 không neo, mang số đăng bạ CCBHB. Chiếc máy bay đã hoạt động được 5 năm, A320 không neo cũng là một trong những dòng máy bay mới của Airbus. Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ tai nạn chết người nào. Chuyến bay LF2213 được lệnh lăn ra đường băng 16 để cất cánh. Phi hành đoàn cũng đã được ATC thông báo, hiện đang có hoạt động diễn tập trong sân bay. Cả hai phi công cũng đã nhìn thấy các xe cứu hỏa bên nhà chứa đang sáng đèn. Chuyến bay LP2213 lăn ra đường băng 16 trên đường lăn Alpha. Đường cất cánh của chuyến bay có cắt ngang qua đường đi của đoàn xe cứu hỏa. Nhưng việc này cũng không quá quan trọng khi tất cả các phương tiện đều phải dừng trước đường băng. Chỉ có lệnh của ATC thì họ mới được phép di chuyển. Không lâu sau, chiếc máy bay đã dừng tại trước đường băng 16 để đợi lệnh cất cánh từ không lưu. Cùng lúc đó, đoàn xe cứu hỏa cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Cả 3 chiếc xe đều được khởi động chờ lệnh khởi hành. Sau một vài phút chờ đợi, chuyến bay LP2213 được lệnh lăn vào đường băng 16 và tiếp tục chờ lệnh cất cánh.
taxi atento. Rescate 6, autorizado acercamiento. A 90 metros del eje de la pista, los conos en la vía vehicular, lado Wilson. Sau khi trao đổi với ATC, các xe cứu hỏa được phép băng ngang qua các đường lăn và buộc phải dừng lại trước đường băng với khoảng cách 90 mét. Chuyến bay LP2213 nhận được lệnh cất cánh. Có vẻ như xe cứu hỏa xâm phạm đường băng, cơ trưởng Thắng gấp. Chuyến bay LP2213 va chạm với một xe cứu hỏa và bốc cháy, nhưng may mắn thay chiếc máy bay đã dừng lại ở cuối đường băng. Toàn bộ 108 người được sơ tán an toàn. Toàn bộ hai lính cứu hỏa trên xe thiệt mạng do va chạm với động cơ phản lực số 2 ở phía bên phải của máy bay. Chính phủ Peru phối hợp với Cục Điều tra và Phân tích An toàn Hàng không BA của Pháp tiến hành điều tra vụ tai nạn. Lỗi do tài xế xe cứu hỏa đã nhầm lẫn giữa đường lăn và đường băng. Lẽ ra chiếc xe cứu hỏa chạy đầu phải dừng lại như hai xe sau, nhưng do nhầm lẫn tài xế đã cho xe chạy vào đường băng. Với tốc độ cao của chiếc A320 neo, bất đắc dĩ họ không thể tránh được. Liên đoàn Hiệp hội các phi công quốc tế đã chỉ trích cách làm việc của chính phủ Peru khi giam giữ các phi công đến ngày hôm sau, vì việc này gây ảnh hưởng đến cá nhân các phi công, vì họ đã nhận được lệnh cất cánh. Việc tạm giam sẽ làm công chúng suy luận và cho rằng các phi công cố ý để việc đó xảy ra. Chiếc Airbus A320 neo bị loại bỏ sau tai nạn. Đây cũng chính là tai nạn gây chết người đầu tiên của dòng máy bay này.